Hello, em chào các bác nhé. Trong video clip này thì em thanh lý một set Adam Sơn. Sắp tới thì em sẽ bán rẻ các cái model loa thuộc hãng khác để tập trung vào làm Nexo. Ở đây là Adam Sơn dòng Poi 12 nhé mọi người nhé. Adam Sơn Poi 12. Một sử dụng cấu hình một bát 30, một chép kèn. Đôi này giá mới trên thị trường hiện tại nó khoảng 200 triệu một đôi nhé. Giá bên em bán cũ rất là rẻ, đặc biệt là này em thanh lý giá cực rẻ luôn. Hai loa full và một loa sub bên em đang thanh lý với giá là 100 triệu chẵn nha mọi người nhé. Hai full P12 và một sub P215. Đấy, anh em muốn mua main đồng bộ theo nó thì bên em đang bán nắp rút pen D-Series 80.4. Con này hàng cực kỳ đẹp, sản xuất 2019, có tích hợp controller Lake, đầy đủ các preset của Adam Sơn. Con bên này là 4 kênh, mỗi kênh 2000W trên một kênh 8 ohm, 1500W trên một kênh 1500W trên một kênh 8 ohm và 2000W trên một kênh ở 4 ohm mọi người nhé. Giá con bên này bên em đang bán 105 triệu. Anh em nào mua cùng cái set loa này thì em bán 100 triệu chẵn nha mọi người nhé. 200 triệu set này bao gồm 2 full và một loa sub. Anh em muốn mua thêm sub thì bên em bán đây, bán cực kỳ rẻ luôn nhá. Sub P215. Cấu hình 2 đôi 2 full và 2 sub. Bên em bán 135 triệu nha mọi người nhá. Đấy, giảm giá cực sốc cho anh em luôn. 2 full và 2 sub 215. Đấy. Loa thì em chia sẻ luôn với anh em là thùng loa thì bên em đã có sơn lại nhá. Đấy. Do thùng nó cũ chảy xước thì bên em sơn lại cho nó đẹp thôi, chứ thùng không có bị dập vỡ. Thùng không dập vỡ nha mọi người nhé. Thùng bên em có sơn lại. Nói rõ tình trạng để đỡ mất thời gian của anh em. Loa đảm bảo anh em là loa zin và loa xịn nha mọi người nhé. Poi Series dòng P12. Bên em có cả loa đồng trục Adam Sơn PC12 nhé. Thì sắp tới loa đồng trục này em cũng sẽ giảm giá luôn cho anh em. Loa đồng trục một cặp full và một chiếc sub bên em sẽ bán với giá là khoảng 90 triệu nhé. Coi như là một cặp full này giá khoảng chừng 55 triệu và chiếc sub này bên em bán là 40 triệu. Đấy. Anh em mua combo vừa full vừa sub thì bên em bán rẻ nhé. Có thương lượng tiếp cho anh em. Đấy. Anh em nào thiện chí đến nhà mua em sẽ thiện chí mua thì em sẽ giảm giá tiếp cho anh em. Đấy. Mọi người có nhu cầu mua thì liên hệ với em Nguyên 0962229226 nhé. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi các cái sản phẩm tiếp theo em Nguyên sẽ đưa ra mức giá tốt nhất vào dịp cuối năm để anh em mua sắm. Xin thân ái tạm biệt và hẹn gặp lại.